Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kíp luyện rồng. Và tập trước thì mình đã có cho nở thành công mấy cái bé rồng nguyên tố, đó chính là rồng Terra, rồng nước cũng như là rồng lá. Và trong thời gian với 2 tập thì mình có chờ đợi để cho ba em này lớn lên rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đưa ra ngoài để ở chung với mấy bé rồng lúc trước nha. Đây, rồng nước nè. Và cuối cùng là rồng lá ở phía bên này. Và hiện tại thì cấp độ máu là 200 hết rồi nhá, nên có thể nói là cực kỳ khỏe luôn. Nhưng mà về phần giáp thì vẫn chưa có đúng không? Thế nên bây giờ mình sẽ tìm cách chế tạo cho mấy em ấy những cái bộ giáp rồng kim cương. Và số kim cương của mình thì mình nghĩ không có đủ đâu á. Mình chỉ có 6 thôi à. Và cái này còn 4 thì chỉ đủ làm một cái bộ giáp rồng kim cương thôi. Thế nên mình cần phải kiếm thêm kim cương á. Mà kim cương thì mình có thể có được từ những cái giáp ngựa kim cương giống như vậy nè. Vì mỗi lần mình nung ra thì nó sẽ cho tới 8 viên kim cương lận các bạn ơi. Đó, nung một lần ra tới 8 viên lận á, mà không cần phải đào mái luôn. Cực kỳ tiện, giờ thì mình sẽ đợi cho nó nung ra nhá. Đây, ta-da, được 8 viên luôn nè. Và giờ thì mình đã đủ để làm thêm giáp rồng kim cương rồi. Ẩn theo công thức, đây, rồi được rồi. Được thêm một cái và một... mình hết kim cương rồi. Mình hết kim cương mất tiêu rồi. Trong này còn gì đây? Còn 8 thì vẫn không có đủ á. Nên tạm thời thì mình sẽ mặc cho rồng Terra trước đi. Đây, rồng đất một cái bộ giáp rồng kim cương nè. Cũng như là bé rồng nước nhá. Còn rồng lá thì chịu khó ở trần xíu đi một xíu. Khi mà mình có kim cương á, mình chắc chắn sẽ cho rồng lá một bộ giáp kim cương giống như hai bé rồng kia luôn. Và ngoài ra khi mà dọn đồ á, thì mình phát hiện trong người mình có rất là nhiều đồ tốt luôn các bạn ơi. Chẳng hạn như là một cái Shadow Soul Stone này nè. Cái này á, nó rất hay nhá. Khi mà mình đặt xuống phía dưới mặt đất kiểu như vậy nè. Chuẩn bị nhá. Bà la. Búp. Đó, ra một con Chupacabra. Và đây chính là đệ tử của mình nhé. Nó sẽ không đánh mình các bạn ơi. Hồi nãy lúc mình ngồi dọn đồ mình cũng có test thử rồi. Và nó còn triệu hồi ra được một cái con Shay cơ. Mình sẽ đi summon cái con Chupacabra này đi. Và ý, à đúng rồi. Và triệu hồi ra một con khác nhá. Đây cái con hồi nãy là cái con Shay nè. Con này bên mau nên mình có thể cưỡi các bạn. Đó, chuẩn bị nhá. Nhưng mà phải có cái yên cưỡi nữa cơ. Để mình vô trong nhà mình lấy cái yên cưỡi rồi mình test thử cho các bạn xem. Và ngoài ra trong này á, nó còn có một vài con bé có khả năng bay lượn nữa. Nên mong rằng một xíu mình có đủ may mắn để triệu hồi ra một con bé có thể bay nhá. Đây, cho Shay một cái yên cưỡi nè. Trong đây có 3 ô lặn, một ô yên cưỡi, một ô để mặc giáp và cũng như một ô để mình chứa rương á. Và giờ mình đã có thể leo lên con Shay rồi. Đó, chạy được luôn nhá. Và tốc độ thì có thể nói là nhanh hơn so với mình thôi các bạn ơi. Còn so với mấy bé rồng thì không có tuổi luôn á. Nhưng mà nói chung thì đi trên cạn cũng tạm ổn. Mà không biết có lội dưới nước được không nữa. Để mình thử. Cao quá, mình không có đi xuyên cái tán lá được á. Để mình thử coi Shay á, có khả năng bơi lội không nhá. Mong rằng có khả năng bơi lội, có gì mình còn dẫn đi khám phá biển. Lội được không? Ui, biết lội luôn. Ủa nhưng mà hình như đang chìm đúng không ta? Ui, chìm đúng rồi, chìm đúng rồi. Biết lội ở một phần thôi các bạn ơi. Nước cạn thì lội được, nhưng mà nước sâu quá. Ê, có khả năng nhảy trên mặt nước nè. Ủa, Shay cũng hay á chứ bộ. Hình như mình, theo như mình biết á, trong số Ken những em bé này á, thì có một vài em hệ rồng nữa cơ. Cũng có chung dòng họ với mấy bé rồng này á. Nên hy vọng rằng mình sẽ có một chút may mắn nào đó để có thể triệu hồi ra được một em giống như vậy nhá. Tạm thời thì mình sẽ cho em Shay đứng ở đó đi. Giờ mình sẽ dùng tiếp hai cái Shadow Soul Stone nè. Ui, lại ra Chupacabra rồi. Nhiều Chupacabra thật sự luôn á. Để mình đi summon em ấy coi. Kì vậy. Thôi tạm thời để đó con được. Và một cái cuối cùng. Búp. Nữa hả? Ui quá trời, Chupacabra luôn. Đây chứ là bé thôi, dẫn đi đánh nhau á. Chứ không có cưỡi được. Bên phần mau thì mới có thể cưỡi được các bạn ơi. Tạm thời thì mình sẽ demise hết mấy em này nhá. Bỏ tay luôn. Ra 4 con Chupacabra rồi. Đây, đi miss nữa nè. Đó, đi miss rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ làm tiếp công việc tiếp theo. Đó chính là nâng cấp cái tool belt này lên á. Cái này nó rất là hay nhá. Khi mà mình trang bị vô người nè. Đây, mình sẽ đeo vô.
Đó, và mình có thể lấy vũ khí ra bất cứ lúc nào mình cần. Chỉ cần cho vô trong thôi các bạn ơi. Như vậy á, thì mình sẽ tiết kiệm được những cái ô trong người rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì mình sẽ nâng cấp nó lên một cái. Và để nâng cấp lên thì mình cần phải có một cái bell punch nè. Và cái này thì được chế tạo từ vàng, sợi chỉ cũng như là da thuộc thôi, nên cực kỳ rẻ luôn. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị da thuộc, một ít chỉ cũng như là vàng ở trong này. Đó, và nâng cấp tuần bèo lên nhá. Ở đây mình có thể làm được mấy cái ta, bèo, đây đây bèo banh nè, làm được 8 cái lận. Wow, 8 cái luôn á. Rồi giờ thì nâng cấp từ từ lên nè. Ui, cái này phải cho vô cái đe cơ, phải cho vô cái đe mới được. 1 cấp độ nè, 2 cấp độ, 3 cấp độ và cấp độ thứ 4. Giờ thì đã chứa được rất là nhiều rồi đó. Wow, 4 ô luôn. Mình sẽ cho hết cái những món đồ mà mình cần vô trong nè. Mình sẽ sắp xếp lại cho dễ dàng lấy ra hơn. Và giờ mình sẽ thử đeo vô cho các bạn xem nhá. Đây, đeo vô và nó thoải mái lựa chọn luôn. Với tỷ mình cần nỏ đúng không? Bước một cái là có nỏ. Cần kiếm thì lấy bên này. Đó, và xa sẽ tiết kiệm được rất là nhiều ô luôn á. Giờ còn 4 cái nên thôi, mình sẽ nâng cấp nốt luôn đi. Để sau này nếu mà cần á thì mình cũng dễ dàng. Ôi, nhưng mà hết cấp độ. Mình hết kinh nghiệm rồi. Để khi nào có thêm kinh nghiệm sau chiến khám phá ngày hôm nay á thì mình sẽ nâng cấp tiếp nhé. Còn giờ thì gắn nó vô thắt lưng nè. Và ngủ một giấc đi, tại vì trời cũng gần tối rồi. Và sau khi ngủ thì mình sẽ bắt đầu làm tiếp công việc trong ngày hôm nay nhé. Ngoài những món đồ nãy giờ mình khoe với các bạn á, thì trong này mình còn có những cái nhẫn nè, Minor Ring. Cái này thì khi mình gắn vô người thì sẽ rất là hay, vì nó sẽ cho mình cái khả năng đào nhanh nhá. Chuẩn bị nè. Úi, nè 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 nè, có đào nhanh rồi nè. Và đào nhanh vô hạn luôn, lúc nào mình cũng đào nhanh được hết á. Và tấn công nó cũng nhanh hơn nữa. Thế nên á, bây giờ thì mình có thể tấn công rất là linh hoạt luôn. Kết hợp với Rapier thì rất là tuyệt vời. Và ở tập trước thì mình có chế tạo rất là nhiều những món vũ khí rồng mà mình có cất ở phía trên này nè. Trong đó có một cái cây Rapier bằng máu rồng luôn. Rapier, để coi coi. Đây, đây chính là Rapier máu rồng nè. Và mình cần phải xuống dưới á để chế tạo một món đồ để có thể tách được những cái dòng enchant trong cái cây Rapier kim cương ra và ép vô Rapier rồng á. Và cái đó thì hình như có tên là Disenchantment thì phải á. Đây 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 đây, cái bạn này đây. Công thức thì cực kỳ rẻ, chỉ cần emerald và bột nhuộm vàng đó hả, cũng như là một cái bàn enchant. Đây có bàn enchant nè. Rồi vàng thì lấy ra 3, cũng như là hai cái hoa màu vàng đúng không? Hoa vàng biết gần đây có không nữa. Hôm rày mình không có đi xung quanh nên không có để ý là có hoa vàng hay không. Ở bên này có nè, bên này có nè. 1 và thêm một cái ở chỗ này. Vậy là mình đã đủ rồi. Bây giờ thì cho mấy này vô và đổi ra bột nhuộm là mình có thể tạo ra được một cái bàn ha, tách dòng enchant ra rất là tiện luôn á. Đây mình sẽ vô trong nè. Và hy vọng rằng khi mình tách thì nó sẽ cho mình một mớ kinh nghiệm nữa. Úi. Ui chết rồi, mình lấy lộn, lấy emerald mới đúng chứ không phải nè. Rồi, ấn nhanh một cái nhá. Và cái này mình sẽ thử đặt ở dưới này luôn coi. Ồ, phải nâng phép thuật lên nữa hả? Úi, vậy là phải đi khám phá để tìm thêm kinh nghiệm rồi. Tại vì bây giờ mình hết cấp độ rồi á các bạn ơi. Nãy giờ mình nâng cấp cái tuần bèo lên á, nó cũng mất khá là nhiều kinh nghiệm luôn á. Thôi tạm thời thì mình sẽ đặt cái bàn này vô trong cái rương này đi. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu đi khám phá để tìm thêm ít kinh nghiệm nhá. Còn cái này mình sẽ cất vô trong luôn. Đó, vậy thì sẽ rất là tiết kiệm. Và mình nghĩ kinh cúp thì mình nên đem ra sẵn luôn các bạn ơi. Cũng như là cái cây nỏ. Tại vì ba món này là ba món mình thường xuyên dùng nè. Chỉ có kiếm là mình có thể thay đổi linh hoạt giữa các món vũ khí với nhau á. Và hôm ngày hôm nay thì mình dự định sẽ dẫn em rồng nào đi khám phá đây ta. Dẫn rồng nào chưa đi nè. Rồng Terra mới lớn thôi. Rồng băng thì thôi mình sẽ để ở nhà. Rồng lửa cũng đi rồi. Chắc hôm nay phải bắt buộc dẫn em rồng mới lớn này thôi à. Dẫn em rồng Terra đi nhá. Rồi ý, quên mất. Mình quên đeo cho em mấy cái yên cưỡi, làm gì mà cưỡi được. Đây giờ thì đã có yên cưỡi rồi nè, mới có thể cưỡi được nhá. Rồi xây ở nhà đi, tại vì đâu có biết bay đâu mà đòi đi khám phá. Nếu có bữa nào mình đi khám phá bộ thì mình sẽ dẫn xây đi nhá. Còn ngày hôm nay mình sẽ dẫn em rồng Terra đi thôi. Để coi coi còn hướng nào mình chưa đi ta. Hay là bây giờ mình sẽ đến cái điểm hang rồng mà mình có khám phá trong thời gian 2 tập nè. Và mình sẽ khoan đánh con rồng nhá. Mình sẽ đi khám phá một xíu. Rồi khi có đồ bằng rồng á thì mình sẽ bắt đầu trở lại và đánh con rồng mình tìm được trong thời gian 2 tập sau. Hướng này thì rất là nguy hiểm vì xung quanh đây mình thấy có rất nhiều mấy cái tổ rồng luôn á.
Ui, nó đánh mình kìa, con còng không giữ. Mới đi ngang thôi mà đã bắn người ta rồi. Và các bạn có nhớ đây là chỗ nào không? Đây là chỗ hôm trước con rồng nó quýnh mình nè. Biết trên này là bắn bành cái điện băng luôn á. Ở trên này có cái khói hình như là luli thì phải à, thế nên mình sẽ lượm mang về nha. Để bỏ uổng á. Rồi lượm về. Và cất vô trong ba lô luôn thôi. Rồi giờ thì đi tiếp nha. Coi coi còn hướng nào không ta. Hướng này thì mình vẫn chưa khám phá hết nè. Bên đây thì có thủy cung. Ok bây giờ mình sẽ đi xé về hướng bên này nè. Nó còn rất là nhiều chỗ mà mình chưa mở ra được á. Rồi giờ thì đi thôi. Mình để ý á, ở dưới mặt biển lâu lâu sẽ có những cái công trình giống như này nè, mà mình chưa biết nó chứa gì bên trong nữa. Để giờ mình sẽ thử vô trong đó coi coi có cái gì nha. Nhưng mà khoan, giờ mình sẽ nghĩ cách coi. Một hồi xong mình đi lên cái đã. Không biết luôn á. Thôi kệ làm liều. Bắt em rộng lại. Tự mình đi xuống. Ủa hello Kỳ Lân nha. Ui nhảy xuống kế Kỳ Lân luôn nè. Wow xịn thiệt á. Rồi giờ thì mình sẽ đi xuống dưới này. Ui, ui. Đi xuống dưới một cái. Đi xuống nè. Wow mấy cái này là cái đá phát sáng. Rồi nước tràn vô. Hy vọng là sẽ không có phá hủy ở bên trong này á. Và mình sẽ qua đây coi. Ui nó có quá trời bàn anh chán nè. Lượm mang về luôn. Có cái giường. Trong này thì có ba lô hình cái bàn enchant nè, một cuốn sách đánh bạc lùi hả? Ừ, sách đó thì không tốt cho lắm á. Nhưng mà thôi đi, tạm thời thì mình cứ lấy đi. Nếu mà món vũ khí nào cần mình sẽ ép vô. Bên này thì có một cái Ash Destroyer. Cái gì đó để phá hủy. Mình cũng chưa rõ nữa. Ơ, và mấy cái sách này mình sẽ lấy luôn nha. Để không bỏ uổng. Và hướng này còn đường không? Ủa vẫn còn đường nè. À, thì ra dưới này nó còn trồng trọt nữa cơ. Trồng lúa nè, dưới búa địa ngục. Búa địa ngục thì chắc mình sẽ mang về được á. Tại vì mình cần trong việc chế tạo thuốc nữa. Một xíu trước khi đánh rồng á thì mình sẽ chế tạo cho mình một ít cái lọ thuốc á. Nhất là thuốc kháng lửa cơ, để mình có thể dễ dàng đánh hơn. Chứ mấy con kia nó cứ quấn mình cháy hoài à. Trên này thì tiếp tục là sách giấy nè, cũng như là những cái ba lô hình cái bàn enchant. Không biết ở đây làm gì nhiều ba lô hình bàn enchant dữ nữa. Còn hướng nào mình chưa đi không? Trong đây hình như còn vài căn phòng nữa thì phải á. Hướng này coi coi còn căn phòng nào không? Ồ mình nhưng mà sao ở đây không có kim cương ta? Mình đang rất là cần những viên kim cương luôn á. Và có thêm cái rune nữa nè, một cái crafting rune. Và thêm những cái rune nữa nè. Thôi tạm thời thì mình cứ nhặt mang về để các bạn ơi. Còn công dụng của nó thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu trong thời gian gần nhất nha. Ồ vậy là hết rồi. Ồ, hay là bây giờ mình sẽ thử chơi liều một ván nha. Triệu hồi bé rồng ngay đây coi có được không. Ui được luôn, được luôn. Đó các bạn thấy chưa, mình chỉ cần đặt ở dưới nước thôi, bé rồng sẽ tự động bị dịch chuyển đi một nơi rất là xa luôn á. Mình mà không đeo lên kịp thế nào ha, bé ấy cũng sẽ đi một mất tiêu luôn. Ý, ở đây có tòa tháp nè. Hay là mình ghé qua đây mình farm ít kinh nghiệm ta. Được á nha, được á nha. Mình đang rất là cần kinh nghiệm với kim cương luôn. Nên mình sẽ vô đây để farm ít kinh nghiệm luôn nè. Len thì mình có thể mang về được, cũng như là than. Đó, làm những thứ mình cần thôi. Bột đá phát sáng, mấy thứ này thì mình có nhiều rồi. Ờ, nhìn hết đớt mới nhớ. Ở nhà mình có rất là nhiều luôn. Để một xíu về mình sẽ chế tạo thêm một vài cái trái tim nữa để ăn. Và tăng cái sức sống lên đó. Chứ không thôi ít trái tim. Ít trái tim quá thì mấy con rồng sẽ rất là dễ đánh gục mình. Rồi giờ mình sẽ nhặt những thứ cần thiết sống như vậy. Ui, mình mới gặp một con zombie mà có lửa tím luôn. Lần đầu mình gặp loại zombie như vậy đó. Ui, con đó chắc mạnh lắm ấy. Có cái bé rồng vào trong đây cho an toàn. Ui, kìa. Ui, nó nhanh lắm. Giờ bài lửa tím nè. Ui, coi tốc độ nó kìa. Nhanh thiệt sự luôn á. Hình như con đó là đại ca zombie thì phải. Ui, chúng đọc quy đỡ. Ui, một cái đầu Wither Skeleton nữa. Ui, 7 cái lần hả? Cái gì? 7 cái luôn. Vậy là một xíu nữa mình có thể đánh hai con boss trong ngày hôm nay luôn á. Một con boss là boss Wither nè. Thứ hai là mình sẽ đánh thêm một con boss mà mình sẽ tự triệu hồi riêng. Hấp dẫn nha. Được á, có cái để đánh rồi. Và một xíu thì mình sẽ đánh bằng món vũ khí mới, đó chính là rapier bằng máu rồng chứ không phải rapier kim cương nữa. Và trong rương này thì mình đã loot rồi á. Và còn cái yên cửa nè, lấy luôn. Giờ thì đi xuống tầng kế thôi. Ủa thằng này, zombie thì dễ quá. Zombie, nhọn nhọn.
bò đi đâu hả? Mình sẽ giết hết mấy con đó luôn, để cho nó đừng có quánh mình trong lúc mình đi lên lại á. Rồi giờ tranh thủ nó chưa thấy thì mình sẽ đập ra. Đó, giờ mình đã được 30 level rồi các bạn ơi, 34 luôn rồi, rất là nhanh lên cấp luôn. Một cái giáp sói kim cương. Giờ thì kim cương thì mình cũng đủ xài á, nên chắc bây giờ mình sẽ bắt đầu để dành những cái giáp ngựa, giáp sói kim cương như vậy để sắp tới mình trang bị cho mấy em sói nhà mình. Để không thôi, không có giáp hoài thì nhìn cũng kỳ á. Có thêm đuốc nè. Nhặt cái lướt bát trước đi, rồi đánh con zombie. Các bạn thấy sau khi mình nâng cấp cái kỹ năng attack lên á, thì bây giờ mỗi lần mình đánh sẽ cho cái hiệu ứng sức mạnh khi kích liễu mục tiêu á. Mình sẽ nâng magic này lên 2 cấp trước nè. Nó là có thể sử dụng cái enchantment ở nhà rồi đó. Ui 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 ui. Nè, tấn công lén, tấn công lén, tấn công lén nè, đập spawner cho nghỉ đẻ luôn. Rồi và tiếp tục tấn công. Ủa, nó rơi ra quá trời mấy cái Bezoa luôn á. Mấy cái này thì cũng hên xui lắm, có cái thì sẽ cộng cho mình rất là nhiều cái hiệu ứng tốt. TNT mình sẽ lượm về chơi đi, nhiều khi mình lại cần á. Và những cái đầu quy đờ mình sẽ cắt vô trong nè. Coi thử coi cái Bezoa này sẽ cho mình cái hiệu ứng gì nhá. Nhìn sơ qua thì một cái là cộng 2 sinh lực tối đa. Là cộng máu hả? Đúng không? Ủa đúng rồi, đúng rồi. Nó cộng cho mình thêm máu nè. Cái trái tim này tạm thời mình gỡ ra cũng được á. Còn cái này cộng may mắn. Cái này là cộng thêm sát thương hả? Ồ, mình nghĩ cái Bezoa này khá là tốt á, tại vì cộng tới 2 trái tim lận. Thì mình sẽ giữ nha. Rồi, cắt bớt những thứ không cần thiết đi và tiếp tục đi xuống dưới. Hiện tại thì người mình đang bị thương khá là nặng á, nên mình sẽ chữa lại sơ sơ nha, để tránh trường hợp bị mất máu quá nhiều. Rồi, giờ thì ê, đi xuống dưới tiếp thôi. Mình vẫn còn 29 level nên thoải mái mà dùng thôi à. Ui, ông tử thần ông bay lên trên đây. Mình ở dưới mà ông bay lên trên biết tìm ai nữa. Ui, bay mất tiêu luôn. À, vẫn còn ở đây hả? Một cái lướt, lướt bát legendary nè. Đập spawner đi. Đó, trong spawner hên xui lắm á. Lâu lâu thì nó lại rơi ra emerald và kể cả kim cương nữa. Nên mình khá là thích đập spawner trong mấy tòa tháp giống như vậy. Đó. Và có vàng mình cũng tạm lượm được. Trong này thì có một cuốn sách Subject English. sách tiếng Anh gì đâu đây nữa. Kiếm nè. Rồi mana kích ship thì mình sẽ lượm luôn đi. Và đi xuống tầng dưới thôi. Ê, ê. Ui, tầng này có skeleton. Ui, cẩn thận, cẩn thận. Đông quá, đông quá, đông quá. Mình nên đánh nó ngay cái góc này nè các bạn ơi, vì lúc nó vừa vào thì mình có thể kích liễu nó liền á. Để không thôi bị bắn đau lắm luôn. Rồi, tranh thủ lúc nó chưa xuất hiện mình sẽ đập tiếp spawner nha. Và hình như gần tới tầng boss rồi đó. Mình thấy cái phần sàn thì các bạn nên để ý á, cái phần sàn lúc mà nó càng ít lũng thì nó sẽ gần tới tầng boss. Và trong cái rương này có một cái miner ring, khói lưu ly này, cũng như là một ít sắt, mình sẽ lượm về nha. Rồi giờ thì mình sẽ cắt tạm vào trong để có thật là nhiều cái kho chứa và chứa mấy món đồ mà con boss rơi ra cũng như là trong rương. Và con nhện này, ui hai con. Ui hai con trèo lên tò tí te tò te ăn chện á. Ui hai con trèo lên tò tí te tò te ăn chện. Có tay lên đánh nhau không đánh mà đi leo chở làm gì. Skeleton nè, ấy ấy, vô đây, vô đây. Đây là góc tủ của mình các bạn ơi. Nó cứ dụ vô đây mà đánh thôi. Ở đây thì nó sẽ không bắn trúng mình được á. Từ khi mình đứng đây thì nó mới thấy và bắn thôi. Nó nó nó. Ui. Ui trời. Nó nhanh ghê luôn á. Mình vừa lú cái tay là nó bắn trúng mình rồi. Vô đây. Vô đây. Ui bình tĩnh bình tĩnh. Vô đây. Ui vẫn thấy vẫn thấy. Đập nè. Con nhện nè. Hai con nhện. Ba con luôn. Ui lần này ba con nó tòi tí te tòi te với nhau luôn á. Ui. Ui mình lại quên nữa rồi. Ui mình quên mất là không được mở nướng. Trời ơi. Cứ quên hoài à. Đánh boss nè. Đánh lẹ để lấy thêm kim cương về. Rồi 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 có được kim cương. Trong đây còn nữa. Mình lụm hết, nói chung mấy cái tầng này là mình lụm hết thôi. Và lụm thêm nốt tầng này rồi chúng ta sẽ đi lên nhá. Ui lụm nè. Ui nhiều đồ quá. Mình sẽ vứt bớt mấy món không cần thiết đi. Và mình để ý rằng á, mấy cái tòa tháp kiểu như dưới biển giống như vậy nè thì nó không có bị nổ các bạn ơi, nên cứ hông thả mà lướt cũng được á, không cần phải quá vội vàng đâu.
giáp sói vàng á, làm luôn. Rồi giờ thì mình đã đánh xong cái tòa tháp này á, nên mình có thể thoải mái cắt đồ vô trong nè. Thấy chưa, mới đánh có một tòa tháp thôi à mà tìm được tới 22 viên kim cương lận á, và có được rất là nhiều kinh nghiệm mang về để sử dụng trong việc nâng cấp luôn. Nên bây giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà và làm một vài thứ trước khi bắt đầu cái chuyến đánh boss trong ngày hôm nay nhá. Ui, con chim này thấy gì chứ, nó không có hiện đâu. Mình mới lên trên đó đó đó, nó tấn công mình kìa. Hổm sượt nè. Hôm trước mình đi khám phá mình gặp một lần, mình cứ tưởng hiền, mình còn định thuần phục cơ. Ai dè, nhân lúc mình không thấy lại cắn mình. Ui, nó còn cho mình hiệu ứng nặng nề nữa, mình nhảy không nổi luôn á. Đúng là chim lạ thì có khác á. Rồi giờ thì mình đã hết hiệu ứng và bây giờ mình sẽ về nhà đó, và ngủ một giấc đi. Sáng thức dậy thì chúng ta sẽ bắt đầu công việc trong ngày hôm nay chứ. Mình có rất là nhiều món đồ sau chuyến khám phá rồi. Và để coi nào, công việc đầu tiên của mình đó chính là đặt cái bàn đi enchantment này xuống nè, để mình có thể tách những cái dòng enchant ra. Nó cuốn sách nó bị úp ngược nè các bạn, nó ngược so với các bạn enchant á. Để giờ mình sẽ đem lên trên để cho các bạn dễ dàng so sánh hơn nhá. Nó bị ngược lại nè, cái này thường thường cũng sách úp lên đúng không, còn cái này thì nó sẽ úp ngược xuống giống như vậy. Và khi mình cái bàn này thì chúng ta cần phải có những cái quyển sách cơ. Và quyển sách thì mình nhớ trong này mình có 11 quyển. Giờ mình sẽ thử cho cái cây rapier này vô trong nè, cho một quyển sách vô. Ôi no. Nó dụ mình rồi. Trời ơi, mình tự mất rồi. Trời ơi, nó dụ mình. Lấy luôn cái rắc bia kim cương rồi. Trời ơi, chế tạo xong cái này đúng là cái thứ phá hoại à. Trời, tưởng đâu lấy cho mình quyển sách xong giữ lại cái cây chứ ai về mất luôn cây rắp bia rồi. Ui, vậy là không nên dùng cái này tí nào luôn á. Bước nó vô cái xót rồi đi. Bước vô đây đi, không dùng nữa đâu. Buồn thiệt sự luôn. Tự dưng là mất luôn cái cây rắp bia rồi. Uổng ghê luôn á. Một phần cũng là lỗi mình á, tại vì mình cứ tưởng là khi mà gỡ ra thì nó sẽ kiểu như là nó giữ lại, ai về nó không có giữ lại luôn. Ồ, sai lầm. Sai lầm rồi các bạn ơi. Ở đây thì cái món này nó không có xịn cho, dòng enchant không xịn cho lắm á, nên mình sẽ gỡ ra đi và thử enchant lại. Water expect. Ui, lần đầu mình gặp dòng này nè. Enchant thử, nó thêm dòng education 2 nữa. Và chất lượng thì không cao, nên mình sẽ thử xuống dưới lấy cái xương rồng mà rồi thay đổi chất lượng coi coi có được không nhá. Hy vọng là thay đổi được chất lượng. Hơi bị buồn luôn á, tự nhiên. Đúng là nấp mà làm mất luôn cái cây rắp bia luôn rồi. Rồi giờ thì đập một cái để cho thay đổi chất lượng nè. Rayful á, ok, tạm thời mình xài Rayful cũng tạm ổn đó. Và mình sẽ bắt đầu cho vô đây để enchant thêm thôi. Ui, nó còn không ép được sắc bén cơ. Không ép được sắc bén thì sao ấy được. Không ép được Advanced Sharpness luôn. Buồn quá à. Ok, ở nhà mình còn có một cái lọ máu rồng á, để bây giờ mình sẽ làm lại cây đâu rồi, cái máu rồng rồi, mình sẽ làm lại cái cây rapier các bạn ơi. Chứ mình không muốn chấp nhận mất như vậy đâu, uổng cái luôn á. Một phần cũng là lỗi mình. Mình không biết công dụng nó là làm một phát mất luôn ai vậy. Mất thiệt. Thôi lỡ rồi, cái gì lỡ thì mình đành chấp nhận thôi các bạn ơi. Và giờ mình sẽ làm lại cây rapier một cách nhanh chóng giống như vậy. Và nhuộm máu rồng vô nhá. Đây, lên trên enchant Advanced Sharpness để cho tăng sức mạnh lên. Lần này thì mình sẽ không chơi dại giống như hồi nãy. Đâu rồi, Advanced Sharpness nè. Ui, nó tốn nhiều cấp độ lắm. Mình còn 1940 điểm lần á. Tạm thời mình sẽ enchant nó Advanced Sharpness 3 thôi. Nó lên được 9,35 sức tấn công rồi nè. Còn như điểm này bạn 7 điểm thì không enchant được gì hết. Nên tạm thời mình sẽ giữ nguyên cái dòng enchant này nhá. Và kế tiếp á thì mình sẽ lấy những cái đâu rồi, đầu Wither ra nè. Mình sẽ đánh thêm một con boss Wither nữa để mình có thêm một cái Sound Eater và triệu hồi thêm boss và đánh trong ngày hôm nay nhá.
Và giờ thì mình sẽ bắt đầu quay lại chỗ ba lô của Nớp nha. Ba lô đây, ba lô của Nớp đây. Và mình sẽ triệu hồi cái con boss leader thứ hai mà mình ha từng đánh nhá. Nè, cái chiến trường mà cái con boss lava hôm qua vẫn còn nè, nó lâu ghê luôn á. Mình cứ tưởng nó sẽ tự mất cơ, ai dè nó còn nguyên vậy á. Thôi kệ, thôi kệ. Và tòa tháp nó cũng nát mất tiêu rồi. Hay là mình sẽ tận dụng ngay chỗ cũ, đây ngay chỗ này nè, đánh boss luôn. Với sức tấn công của cây rapier máu rồng này thì mình có thể, mình nghĩ rằng á, mình có thể đánh con boss leader này nhanh thôi. Làm ngụm nước trước đi, trong lúc nó đang hồi đầy máu á thì mình sẽ làm ngụm nước nhá. Đây, làm ngụm nước này. Ui ui, từ từ, bình tĩnh, ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh đi. Đấy này, tiếng bướm đi ra. Ui chết rồi, đừng có đánh này tiếng bướm nha. Ủa đó nè, mắc kẹt. Cái này mắc kẹt kiểu bằng ơi. Chạy vừa cái con ui nó bay đâu mà. Đánh không nè. Ê. Ui hoa mắt. Hoa mắt. Giống như đợt trước á, đánh toàn là bị hoa mắt không à. Mà nó còn triệu hồi ra mấy ông thằng gió nữa cơ, để bảo vệ nữa. Càng ấy. Đừng có để ta chém chúng nha. Đứng lại. Có ngon thì đứng lại, mình sẽ sử dụng khả năng nhảy siêu cao của mình để mình áp sát và đánh nha. Lại đây. Lại đây nè. Lại đây. Ui, tính ra lần này hơi khó đánh á. Tại vì không có cái tòa tháp để giữ, cố định con boss lại. Medkit. Ui chết rồi, không có medkit. À đây, có. Hồi máu lại. Bằng đầu mình mất nhiều máu, mình sợ bị con boss đánh chết á. Rồi, chữa thương lại và tiếp tục đánh thôi. Mắc kẹt vô tán lá hả? Ủa nó đang bị bỏ trốn. Mình phải đánh con này liên tục để cho nó hồi máu lại đó mọi người. Nó một nhát chém của mình thốn chưa kìa. Được thì sự. Tìm cách bay lên cao. Ui, có vẻ lần này đánh boss leader hơi khó. Chắc tại cây kiếm mình nó cũng giảm bớt sức mạnh từ việc mất dòng enchant á, nên mình thấy hơi đánh hơi lâu. Nhưng không sao, từ từ thì ngươi cũng ngỡm thôi. Đỡ hộ ta. Combo ngươi nè. Và đại thiết cuối cùng. Nó hồi máu lại. Đại thiết. What? hai người chết cùng một lúc luôn các bạn ơi. Mình cũng bớt lên đường người chết luôn rồi. Để bây giờ mình sẽ dịch chuyển lại nè. Cái sao nè đờ. Đây. Lần đầu gặp trường hợp này luôn á, hai người đánh nhau xong hai người lăn đụng rồi chết luôn. Thôi dù sao thì mình cũng đã đánh bại được con boss leader rồi, nên mình sẽ trở về nhà nhá. Và trong lúc chuẩn bị đồ để đánh boss thì mình sẽ bắt đầu chế tạo thuốc một xíu đi, để một xíu mình còn có cái để đánh rồng cơ. Để đánh rồng thì mình cần phải làm ra những cái lọ nè, khoảng 3 thôi, để mình tạo ra những cái lọ thủy tinh giống như vậy và cho vô đây nhá, và làm thuốc kháng lửa thôi. Cắt vô nè. Bên cạnh đó thì mình cần phải có búa địa ngục. Và búa địa ngục hình như mình có cất ở dưới rương này. Chỉ cần một cái là đủ để mình tạo ra thuốc nhàm chán đi phải đó. Và quên mất, phải có chất đốt nữa. Từ những phiên bản cao cấp thì chúng ta cần phải có chất đốt để tạo ra được cái lọ thuốc nhàm chán giống như vậy nè. Đó, nó bắt đầu sôi rồi. Và để tăng cái thời gian kháng lửa lên thì mình sẽ cho vào đó một cái bộ redstone nhá. Để đảm bảo là mình có thể sử dụng thuốc kháng lửa trong vòng 8 phút. Đó là thời gian mình dư sức đánh bại một cái con boss luôn. Thì chuẩn bị nè, mẹ thuốc đầu tiên của chúng ta sắp xong rồi. Và chắc bây giờ mình sẽ gom mấy cái đây, hết crystal shard nè, để chế tạo một cái trái tim nhá, cho kim dung nham vô, chuẩn bị để có thuốc kháng lửa thôi. Đây, trái tim thì mình sẽ chế tạo theo công thức giống như vậy. Đó, 4 trái tim nữa. Vậy là mình có tổng cộng là, coi cái này là 10, 20, 23 rồi đúng không, 24. Ý. Ủa, hình như nó hết cho mình ăn trái tim rồi, hình như mắc máu rồi các bạn ơi. Ủa kỳ ta, hình như trong đây nó giới hạn máu á. Nè, thuốc kháng lửa 3 phút, mình sẽ cho bột redstone vô để lên 8 phút nha. Và để triệu hồi con boss trong ngày hôm nay thì chúng ta cần phải có, thứ nhất đó chính là một cái khối kim cương mình có sẵn trong này. Thứ hai á thì mình sẽ làm ra một cái diamond key nữa, giống như con boss tập trước vậy á. Và diamond key thì được chế tạo từ một cái soul glazer, một ít tiên kim cương và sao nether đúng không?
kim cương thì mình có sẵn ở trong cái chỗ này. Ẩn theo công thức giống như vậy. Nó đã được một cái sao khay và bao bọc nó bằng một cái lớp kim cương nhá. Và mình để ý cái sao laser này mình sẽ không bị mất khi mà chế tạo. Rất là tiện luôn á. Mình cứ tưởng là mỗi lần chế tạo phải chế tạo lại cái sao laser cơ, nhưng mà vậy không cần. Quá lại. Giờ tôi sẽ tạo ra một cái Diamond Soul Sky nè. Và cái đó thì mình sẽ sử dụng để triệu hồi boss đó. Khối kim cương thì mình có thể mình phải mang theo chứ. Tại vì con boss này cần phải có khối kim cương và một ít khác nhiệm thạch nữa. Mình sẽ mang nhiều nhiều để tránh trường hợp thiếu. Và thuốc của chúng ta đã xong rồi. Giờ thì đã có thuốc kháng lửa 8 phút cơ. Mình sẽ ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy á thì mình sẽ bắt đầu đánh con boss này trước khi đánh cái con rồng trong hang nhá. Và như thường lệ thì đánh boss tốt nhất không nên đánh gần nhà để đảm bảo an toàn. Và mình sẽ đến chỗ nào ta? Đợt trước đánh ở chỗ ba lô của núp rồi. Hay là giờ thì mình sẽ đến chỗ rồng phép thuật đi, ở phía trên chỗ rồng phép thuật á. Hello mấy cưng. Ui. Nhảy một phát xuống tiếp như này rồi, mình cần phải đi lên trên một xíu. Đây mình sẽ chỉnh sửa tọa độ lại, cái này mình sẽ lên tầng 67 đi. 76 cũng được. 76 và dịch chuyển lại nè. Ủa kìa. Hình như có gì đó sai sai thì phải. À không, mình phải chỉnh cái tọa độ y cơ, trời ơi. Mình chỉnh màu á, chỉ chỉnh màu thôi. Đây giờ thì mới đúng nè. Đó, đi lên trên và triệu hồi boss đánh cho nó nóng luôn. Đầu tiên á thì mình sẽ đặt cái phần hôm nay boss hình gì đây ta? Để mình nghĩ xem. Ok, mình sẽ triệu hồi boss theo hình này đi. Đầu tiên là cần hai cái khối hắc kim thạch ở dưới nè, kế tiếp là khối kim cương. Sau đó thì mình sẽ đặt lên trên là ba ô nhá, ba ô đi. Ở phía dưới này cũng là ra ba ô, 1 2 3. Cái này cũng vậy luôn nhá, 1 2 3. Và thêm một ô ở đây cũng như là một ô bên đây. Nhìn sơ qua thì rất giống một cái cây luôn á, đúng không? Nhưng mà đây là chỉ là cây 2D bằng hắc diêm thạch thôi. Và bây giờ thì nó sẽ không còn là một cái cây 2D bằng hắc diêm thạch, mà nó sẽ là... Quýt. Ủa hình như có gì đó sai sai thì phải. Hình như có gì đó sai sai rồi. Ok, để bây giờ mình sẽ xem lại cái hình dán cái pho tượng con boss này như thế nào nhá. Mình nhớ gõ gan là gì mà ta. Quê thiệt sự luôn á. Bây giờ thì mình sẽ chỉnh sửa lại một xíu nha các bạn. Cái cây này hơi cao rồi. Và giờ mình phải chèn cái khối kim cương vào ngay ô chính giữa cơ thì nó mới chính xác được. Giống như vậy nè. Và chuẩn bị nhé, lần này thì hết fail rồi. Đó. Ui. Ui. Ui chưa chuẩn bị mà. Ui. Chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng. Rồi nè, rồi nè. Ui. Con này nó giống cái con quái vật khoáng sản vậy. Đúng không? Ừ đúng rồi, đúng rồi. Đây là con quái vật khoáng sản được nâng cấp lên. Mình phải dùng cúp á thì đánh mới được nhiều máu được. Và nó đã làm chậm, làm nặng mình đi á, là mình bị béo phì lên và không thể nào nhảy lên được luôn. Đó, mình không thể nào nhảy lên được một block luôn nè. Nhưng mà mình đâu cần nhảy đâu. Mình sẽ đập vô mặt nó bằng một cây cúp rồng. Đây chính là sức mạnh của cúp rồng nha. Đánh boss này dùng cúp là hết sảy luôn. Sắp rồi, nó gần chết, nó còn 1/3 cây máu thôi. Và những hit cuối cùng. Không biết con boss này có rơi ra kim cương không nữa. Ý, nó luồn lách ghê quá. Con này nó nâng cấp lên, có khác các bạn ơi, tốc độ cao hơn hẳn. Rồi. Và lần này nó có rơi ra kim cương. Và những cái cleaning crystal hả? Cái này dùng để làm gì? Mình chưa biết nữa. Để một xíu mình sẽ test thử. Rơi ra một cái mountain soul stone phôi sắc nè, cũng như là một cái gì đó mình chưa biết nữa, để mình lượm coi có công dụng không. Cái này thì dùng để đổi ra thạch anh hả? Ok, đổi luôn. Còn bốn cái nào mình sẽ đổi ra hết nhá. Cái này thì không cần. Rồi giờ thì về nhà thôi. Đánh con boss này tính ra dễ quá chứ. Mình cứ tưởng đây là mấy con boss thứ dữ cơ. Ai dè nó cũng không có khó đánh quá. Sắp tới á, mình cần phải làm một cái đàn triệu hồi ở dưới Nether kìa. Mấy con boss tối mới gọi là siêu mạnh. Mấy con này chỉ là kiểu như là vận động tay chân nhẹ nhẹ thôi. Khi về nhà thì mình sẽ bắt đầu test thử cái Mountain Soul Stone này coi là cái gì nhá. Mình nghĩ nó sẽ triệu hồi ra cái con bếp giống như hồi nãy á. Đây, triệu hồi ra nè. Ui. Cái con này bên cái gì đây? Cái này là bên pet các bạn ơi. Tên là Milkin. Milkin. Wow.
cái mặt thì nhìn rất là giống cú mèo luôn á, nhưng mà có lại có tay đàng hoàng, có chân luôn. Ủa cái này có phải là cánh hay là tay ta? Mình không nhớ rõ nữa, nhưng mà có thể gắn được cái rương nè, cũng như là cái giáp ngựa, nhưng mà mình không có thể cưỡi được, chỉ là bét thôi à, tức là phụ họ mình trong việc tấn công á. Mà thôi tạm thời á, thì mình sẽ để em ấy đứng ở ngoài này đi, là em sẽ tạm thời cho em ấy ngồi xuống nha. Rồi đừng đi lung tung nha, ngồi đây chơi đi, canh chừng mấy bé rồng giùm anh. Và mình sẽ vô trong test thử cái này coi. Úi, ui cho mình hiệu ứng thiên đàng nè. Hình như cái này là thanh tẩy đúng không ta? Kiểu như là thanh tẩy đúng không? Mình cũng chưa biết rõ nữa, nhưng mà cái này nó hơi bị hiếm luôn, nên mình sẽ cất vô trong nha. Trời ơi, nãy giờ mình mừng hụt hoài, có hai viên kim cương à, có tưởng nhiều lắm. Mà kệ, có kim cương ha, để dành xài cũng được, dù có ít đỡ hơn không. Và mình sẽ cất bớt mấy cái khoáng sản vô trong nè. Và bây giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị cho trận đại chiến với con rồng thôi. Trước khi đánh rồng á, thì mình sẽ vô đây enchant một xíu. Đầu tiên thì mình sẽ nâng cái này lên cấp độ cao nhất của Advanced Sharpness. Chưa được. Còn thiếu kinh nghiệm á. Làm lại. Advanced Sharpness mình sẽ nâng lên cấp độ 4 đi. Nó bây giờ đã được 10,3 sức tấn công rồi, khỏe hơn hẳn liền đúng không? Và uống thêm một ngụm nước nữa trước khi đi đến cái hang con rồng nhá. Và lần này mong rằng á, con rồng nó sẽ không có dịch chuyển tùm lum tùm la giống như mấy con rồng trước, toàn là chui từ dưới lòng đất lên bầu trời không à. Biết là bầu trời là mình đánh không có lại rồi. Mình sẽ lấy thêm mấy cái amulet có trong đây. Tại vì lần này á, để cho cái trận chiến dễ dàng hơn thì mình sẽ dẫn ba em rồng. Thứ nhất là rồng lửa, tại vì rồng lửa chiến đấu cũng khá ổn. Thứ hai là rồng nether nè, có công phục thù giúp ba bé rồng lửa. Và thứ ba là rồng nước đi. Có nước vô thì nó mới dập được lửa các bạn ơi. Và cùng nhau dịch chuyển đến cái chỗ. Ơ chưa, mình phải mang theo táo nữa. Làm gì làm, có táo vàng nó cũng tiện hơn. Đây, lần này mình sẽ chơi hẳn một trái táo vàng enchant luôn nha. Cho nó xịn luôn. Và dịch chuyển tới hang rồng thôi. Cái hang rồng này thì mình cần phải nhảy xuống dưới này trước. Ô nhưng mà hình như mình không có cái xô thì phải á. Ủa đúng rồi, mình không có cái xô. Cái gì nãy mình múc ở nhà cho rồi. Ủa cái gì vậy? Tự nhiên con gà nó quýnh mình. Ui ui trời ơi, quay trời đất quay cuồng rồi, trời đất quay cuồng rồi. con gà có độc. Rồi giờ thì mình sẽ trở lại cái chỗ hang rồng nhá, và bắt đầu đi xuống dưới khu vực hang rồng luôn thôi. Mình không phải đào vô trong á. Và lần này mình sẽ đánh sáp la cà, không chạy trốn nữa. Và cùng lúc mình sẽ triệu hồi ba em rồng một lượt để cho mấy em cùng nhau chiến đấu với nhau nhá. Rồi giờ chuẩn bị nộp mạng đi con rồng kia, xuống luôn. Ây dồi 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 dồi. Hơi bất cẩn. Mặc dù cái đôi ủng mình á đã được enchant giảm sát thương kia rơi, nhưng mà tính ra nó mất máu cũng nhiều á chứ. Rồi đây tới hang rồng rồi. Mà hơi tối thì phải, để mình sẽ cầm thêm cây đuốc cho các bạn dễ dàng nhìn hơn nha. Đây cầm đuốc nè. Vô trong. Tới chưa? Chưa tới. À đây. Ui con rồng này nó bự chưa kìa. Bự lắm các bạn ơi. Ui nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Rồi, triệu hồi rồng liền. 1, 2, 3. Chiến đấu em ơi, chiến đấu cùng anh nào. Ui con rồng này rồng cấp 5 á. Ui nó gặp mình. Ai. Uống thuốc khăn lửa vô. Quên mất. Rồi đỡ hơn một phần rồi. Ai da, nó toàn chơi chiêu ăn thịt thôi. Ui nó không muốn mình đánh nó, nên nó kẹp mình, nó giục vô bức tường. Ai da, mấy em sẽ cạp đi, anh sẽ. Ui mình không kịp hồi máu luôn á. Ui con rồng này rồng cấp 5 rồi, nó to lắm. Ê, mình phải cố gắng đánh nhau phụ mấy bé rồng thôi. Mình sẽ hỗ trợ từ xa nhá. Mới ngỡ mấy lần rồi. Hỗ trợ từ xa. Ê, nó còn có mấy con quái vật khác hỗ trợ nó nữa. Đi ra. Bắn từ xa giúp em rồng. Cố lên mấy em ơi, anh sẽ im trợ. Ui ơi, mấy con này nó đốt hoài à, không thấy đường đánh luôn á. Đánh tiếp em ơi. Wow. Ê, điểm lại quân số. Ê. Ủa, ba em lận mà. À
đây đây đây, ba em đủ quân số vẫn còn đủ các bạn ơi. Như vậy là khi mà chiến đấu với những con quái vật hùng mạnh kiểu như là rồng trong hang ngàn năm như vậy nè, thì chúng ta cần phải mang thật là nhiều mấy bé rồng để mấy em ấy cùng nhau đánh thì nó sẽ phát huy hết sức mạnh. Còn giờ thì mình sẽ dọn dẹp cái tàn dư này đi ra chỗ khác. Nhắm cà khẽm em rồng của tôi hả? Rồi giờ thì ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Rồi đáp xuống nghỉ ngơi nào. Chưa chịu đáp xuống nữa. Mấy em này kỳ vậy. Đáp xuống đi. Ở đây có loot bag các kiểu nữa nè. Mình sẽ nhặt về luôn nha. Một cái ngọc ender lượm luôn. Ui. Wow. Cho áo kim cương. Cái này thì mình không dùng được. Còn cái kia thì mình có rồi. Vớt ra. Loot bag nữa nè. Một cái ở đây. Ui còn đốt cả dơi cánh dơi nữa nè. Wow, một cái bét bát hả? Lượm luôn. Chắc mình phải bắt mấy em rồng vô trong lại rồi. Chứ mấy em ấy bay lượn ngoài à. Đang mệt mà bay lượn ngoài thì đâu có được. Này, vô trong lại. Ui, vô trong lại và em rồng nước là em cuối cùng. Rồi, về nhà thì anh sẽ thử sau nhá. Vô trong này để cho mấy em ấy dưỡng thương lại luôn á các bạn ơi. Trong này còn cái lít bát nữa nè. Lượm luôn. Và giờ thì coi nào. Chắc con rồng này á, mình đang rất là cần tìm một cái quả trứng rồng hoang dã để mình có thể làm cái lò luyện rồng á, và chế tạo những cái bộ giáp truyền cho những người luyện rồng đó mọi người. Bây giờ thì chắc mình sẽ lấy xác con rồng này trước nhá. Rồi hy vọng là sẽ rơi ra trứng rồng. Mình nghĩ là nên lấy dưới phần lường bụng á, tại vì ở đó thì mình sẽ dễ lấy trứng rồng hơn. Đây kiểu kiểu giống như vậy nè. Đó. Và thắp đêm đuốc coi. Hôm nay tối quá hả. Rồi có trứng rồng không? Hy vọng là có trứng rồng nha. Không có là buồn lắm á, con rồng này bự thiệt sự mà không có trứng rồng là buồn á. Ủa không có thiệt hả? Ủa không có thiệt hả? Thiệt ơi, không có thiệt, không có trứng rồng luôn rồi. Có đúng 50 mấy cái vải rồng à. Ui, con rồng này chắc rồng được chắc luôn á. Con rồng to thế mà chẳng lẽ không chữa được một quả trứng nào à? Ơi buồn ghê luôn, đánh lâu lâu mới gặp con rồng á bự như vậy mà lại là rồng đực á. Ai trời. Mà không sao, rơi ra cho mình rất là nhiều những cái vải rồng đỏ nè, cũng khá tốt đó, để mình có thể sử dụng trong việc chế tạo áo giáp cũng như một cái đầu rồng cấp độ 5. Cái này mình treo lên các bạn sẽ hết hồn cho coi. Búp. Bự chứ kìa. Nó như cái rèm của cái chỗ ngủ mình luôn á. Thôi kệ, treo đây cho nó ngầu nha. Thôi ở đây chưa ngầu hẳn đâu, treo là phải treo trước nhà kìa. Đó, ở đây có cực quang luôn nè, các bạn có thích cực quang không? Chứ mình là cực kỳ thích mấy cái vụ cực quang như vậy nè, cực kỳ đẹp. Và treo lên. Ui, nhìn vậy ai biết đường vào nhà mình mới lị á. Ui, nó to chứ kìa. Che hết đường vào luôn. Ok, tạm thời thì mình sẽ để đầu rồng đó ngoài trước nhà và ngủ một giấc đi các bạn ơi. Đánh nhau với rồng cũng mệt rồi á. Và sau đó thì mình sẽ đưa mấy em rồng sau cái trận chiến ra ngoài để đi ăn nhá. Lần này tính ra mình đánh rồng chỉ mất có đúng một mạng mà chưa đầy 5 phút nữa là đơm xong con rồng rồi. Chứng minh là mấy em rồng của mình đã thực sự mạnh rồi đó, đã có thể đồng hành cùng mình trong những trận chiến cam go sắp tới. Và giờ thì triệu hồi ra, ra đây hết nha. Ngồi xuống đi rồi anh cho ăn. Đây, ăn bít tết đàng hoàng luôn. Đó, bít tết nhá. Rồi, tới cùng em này. Còn hai miếng cho bé Băng nè. Đó, vừa trong nhà và mở thêm một vài cái loot bag thôi. Tại vì nãy giờ mình đi á, mình có nhặt được khá những cái loot bag nè. Đây, mình có hai cái epic nè, hy vọng sẽ rơi ra độ xịn. Và cái đầu tiên là một cái trái tim bị vỡ. Thứ hai là móc viên và thứ ba là một cái móng ngựa. Nhưng mà cái này thì mình đâu có trang bị được đâu, tại vì nó đã bị giới hạn rồi các bạn ơi. Nghĩ sao Magic mà cấp độ 999 thì biết chừng nào đạt được. Đó, cái này nó mắc là 32 à. Nên cái đó gần như là không có xài được, mình sẽ vứt ra nhá. Rồi, cái cuối cùng. Một cái Obsidian Skull cho mình hiệu ứng gì đây. Cái này cần phải đeo vô mới biết được. Đây, đeo vô hử. 8% attack speed. Ui. Ui, mấy con hút bơ này. Mở lướt bát con ống ha nữa. Lại nó lén làm hư anh trộm đất rồi. Ok, mình sẽ lên giá lại nha. Đây, giá tạm lại đi. Ui, rồi giá tạm thời như vậy đi, rồi mở tiếp. Đúng không, mấy con Ripper lì lợm mà lợi phá nhà người ta hoài. Mặc dù mình đã hạn chế thức đêm rồi đó. Rồi, giờ thì lại nè, mở tiếp một cái cấp độ ray. Búp. Wow, một thanh kiếm cương có hai dòng enchant.
Plugin mình không biết là công dụng là gì nữa, nhưng mà tạm thời thì cứ giữ đi các bạn ơi. Và mình sẽ mở cái cuối cùng, đó chính là Legendary. Boop. Wow, một cái vải rồng Ender. Cái này là cực kỳ hiếm nhá, nó cần phải được chế tạo. À không, ở đúng rồi, được chế tạo nè. Từ vải rồng Ender kết hợp với những cái spectral seal á. Wow, được. Một cái thánh giá, một cái nón kim cương đào danh dưới nước khá tốt, và một cái obsidian skull nữa. Coi cái obsidian skull này sẽ cho mình cái gì. Ủa, không cho gì hả? Ui, cái này nó không cho hiệu ứng rồi. Ok, mình sẽ lấy tạm cái nhảy cao đi. Và bây giờ mình sẽ bonus thêm một cái backpack nhá. Và nó sẽ chỉ sinh ra con dơi vậy thôi. đúng là backpack có khác không người, túi đựng dơi á. Và dơi không ai hả? Cái này có đi theo mình không? Ủa, đây là dơi của mình hả? Đúng không? Coi vô nhà thử coi có đi theo chung, có đi chung mình vô nhà không nhá. Ủa, chắc này là dơi hoang rồi, không phải dơi pet của mình rồi. Đó đâu có lại mình đâu. Ok, mình sẽ phóng sanh con dơi đó cũng được. Và như vậy trong ngày hôm nay á, thì mình đã tìm được khá đồ sau chuyến đi khám phá. Đó, toàn bộ đồ mình nhét trong đây nè. Cực kỳ nhiều luôn á. Và ngoài ra thì những em rồng đã có một cái trận chiến rất là thành công khi mà giúp đỡ mình đánh bại một con rồng cấp độ 5 ngay ở dưới hang luôn, mà nó không kịp chạy lên trên mặt đất á. Như vậy sắp tới mình sẽ cố gắng nâng cấp cái dàn rồng của mình lên và dẫn đi cùng mình á, để đi khám phá và đánh boss chứ. Rồi, và trong thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng chế tạo những món đồ xịn hơn để không có tự chiến giống như vậy nữa, chứ đánh nhau mà mình chết hoài thì quê lắm luôn á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.